Dạ à, vâng, là nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào của cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, cái video hồi sớm Châu Phú đăng á, hồi tối buồn ngủ quá rồi tắt tiếng quý vị ơi, mong quý vị thông cảm nha. Bây giờ Châu Phú xin phép đăng lại trao tiền mấy anh em để cùng nhau làm công tác xã hội từ thiện nha quý vị. Dạ mời quý vị. Rồi, rồi từng miếng cá chẽm quý vị ơi, hấp dẫn quá chừng luôn. Ở dưới à? Ok. Mình chắc mà. Đẹp quá. Cảnh cảnh dưới à? Chắc mà. Dữ mới ngon chứ. Thử không ra. Hấp dẫn quá. Thử ra. Từng miếng nha quý vị, bắt đầu cuốn lại nè ha. Ba làm cho đẹp á ba. Ba làm cho đẹp á. Ba làm cái cuốn cho đẹp á. Ờ đó. Quay cái cuốn không mà, không quay. Kìa, thêm một miếng bún nữa kìa. Bún đây. À không phải bún ha, rồi, không phải bún thì rau. Hấp dẫn quá quý vị ơi. Cái gì cái bún mà đây nè. Chấm vô một miếng. Đúng rồi, không, đúng rồi. Chú ăn bánh tráng. Không à, ăn bánh tráng cuốn Út ơi. Ngon quá quý vị ơi. Hấp dẫn quá. Dì bún như dạ. Dì bún giữa đó. Ừ. Dạ. Nè nè ba, ba ở bên đó có tô nước không? Quá hết. Nhúng vô, nhúng vô này được không? Phải lấy tô khác. Để mà khỏi nhúng nước. Được. Quán ăn vừa luôn á. Hấp dẫn quá phải không? Vậy hả? À, vâng, kính thưa quý vị, thì video của Châu Phú đã dạy quý vị, vì nếu mà quay chút xíu nữa có lẽ là hết luôn á quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, lời nói đầu tiên Châu Phú thân ái kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì kính thưa quý vị, hôm nay cũng nhân dịp vào trong ban trị sự xã Vĩnh Bình quý vị. À, Châu Phú cũng có hữu duyên gặp sư huynh Thiện Nghĩa và sư huynh Ngọc Tâm và sư huynh Tư cùng với bác Tư Nông Dân quý vị và sư huynh. À, thì hôm nay Châu Phú cũng có nhận cái số tiền là của quý mạnh thường quân đã gửi cho Châu Phú, là chuyển cho anh Ngọc Tâm để có thể mà chung tay góp sức mà làm những công tác xã hội thiện nguyện cũng như là Châu Phú đó quý vị. Nên Châu Phú có nhận cái số tiền gửi cho anh Ngọc Tâm và một số tiền là gửi cho ban trị sự. Vì ban trị sự ở đây đó là hiện giờ là cũng lo cho sư huynh Thiện Nghĩa quý vị đi về đây lo ăn uống hàng ngày và lo cho bà con ở đây đi đến đây mà để đọc những giáo lý Đức Thầy đó quý vị, thì hoàn toàn miễn phí hết quý vị. Ngoài ra thì ở đây thì cũng có cái công tác là xã hội là xe cấp cứu này quý vị. Nên Châu Phú đi đến đây thì cũng có hỗ trợ cho ban trị sự ở đây là 200 đô để cho ban trị sự có thể là tiếp dầu hay là tiếp những cái gì cần thiết quý vị. Thì được biết đó là ban trị sự sẽ là mở thêm một cái phòng thuốc ở đây để mà khám bệnh cho người dân ở đây quý vị. Vì ở đây là hiện giờ là rất là ít nơi mà để khám bệnh, ở đây không có nơi để khám bệnh đông y hả sư huynh? Dạ, ở nói chung là địa bàn huyện Vĩnh Thạnh này nó có một điểm màu hồng nhưng mà nó rất xa với xã Vĩnh Bình, thì cho nên mấy cái trạm y tế ở đây thường thường ta có phòng đông y, nhưng mà mấy cái trạm y tế ở huyện Vĩnh Thạnh này là không có cái trạm nào mà có cái phòng đông y chứ. Vậy đó ha, vị sư huynh có dự định là xin phép để mình mở ra hả sư huynh? Thì nói chung là hôm gài cũng có liên hệ với ông thầy đông y rồi, ông bác sĩ đông y. Dạ. Nhưng mà do cái dịch bệnh rồi đó mình cũng sững ra đây. Dạ. Thì chứ rồi đây thì cũng phép tắt rồi thì mình cũng mở cái phòng đông y ở đây. Dạ dạ dạ, cảm ơn sư huynh nha. Thì kính thưa quý vị, thì bác Tư ở đây cũng vậy nữa, hôm gài Châu Phú đi tới đây thì được các cô chú ở đây cũng mời ăn, bà con đi đến đây thì đọc giảng thiên văn giáo lý Đức Thầy thì cũng được mời ăn chân quý vị, và hoàn toàn miễn phí. Nên hôm nay Châu Phú có nhận được số tiền của ba họ, là gia đình họ Lê, họ Nguyễn, họ Vũ quý vị, đã gửi tiền để mà hỗ trợ cho ban trị sự là gửi cho anh 100, và thầy Long và thầy Châu gửi cho anh 100, là tổng số tiền là 200 đô em xin gửi cho sư huynh để mà có thể tiếp sức vào cái công cuộc mà mình giúp đỡ bà con ở đây. Vậy đó sư huynh. Dạ, thì phải nói là ban trị sự giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, đây là một cái vùng trũng nhất của Cần Thơ, nghĩa là mới có thành lập xã hồi tháng 3 năm 2009, cho nên ban trị sự cũng thành lập từ đó, mà cái giai đoạn đầu thì cũng mắc mượn nhà dân, rồi sau này tôi có hiến miếng đất để làm cái ban trị sự,
Thì hiện nay đó thì mình ở đây là hoạt động với cái có cái xe cấp cứu để đưa bệnh rước bệnh từ Sài Gòn về, và cùng là tất cả các cái bệnh viện mà có nhu cầu. Và cái hướng tới nữa thì mình cũng có mở cái phòng đông y ở đây để giúp cho bà con có cái hoàn cảnh khó khăn. Thì được quý mạnh thường quân quan tâm mà hỗ trợ như thế này, thì tôi cũng xin đại diện cho Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Bình chân thành cảm ơn, và cũng kính gửi đến quý mạnh thường quân lời chúc sức khỏe và tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, giờ đây thì cái phần này thì hiện nay tôi cũng gửi lại cho chú Tư ở đây là thơ ký trong Ban trị sự. Thơ ký ha, bác Tư ha. Dạ, dạ, dạ. Ông giữ. Dạ, dạ. Đó, bác Tư nông văn nha quý vị. Bác Tư nông văn có lời nào không bác Tư? Dạ. Thì tôi cũng có đôi lời để chân thành cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho Ban trị sự. Chúng tôi đây làm cái nhiệm vụ đạo sự. Thì một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rồi luôn luôn lúc nào cũng chăm lo đời sống, tiếp tay với chính quyền cũng như là cái bệnh dịch, cũng tích cực để tham gia đẩy lùi cái dịch bệnh để cho xã hội được yên ổn mà lo phát triển làm ăn. Thì tôi cũng rất mong là những Mạnh Thường Quân đó cũng cầu chúc cho được có dồi dào sức khỏe để rồi cũng tiếp tục lo phụng sự cho xã hội. Thì chân thành cảm ơn. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn bác Tư và sư huynh Tư rất nhiều nha. Dạ, mô Phật. Vâng, kính thưa vị, thì nói tiếp sau đây là Châu Phú sẽ gửi tiền cho sư huynh Ngọc Tâm một cái khoản tiền để sư huynh có thể mà làm công tác xã hội thiện nguyện giống như Châu Phú quý vị. Đây, sư huynh trả lời em. Lúc nãy soạn sẵn quý vị, sợ nó lộn quý vị. Thì kính thưa quý vị, là người thứ nhất mà gửi cho sư huynh Ngọc Tâm á, là thay mặt họ Lê, họ Nguyễn, họ Vũ gửi cho sư huynh là 200 đô ha. Người thứ hai là thầy Long và thầy Châu gửi cho sư huynh cũng 200 đô, để mà 400 đô này để sư huynh giúp đỡ những bà con nghèo gặp khó khăn bệnh tật ha sư huynh. Và kế tiếp đó thì thay mặt là ba họ và thầy Long, thầy Châu thì trợ duyên với chú huynh là 50 đô nữa. Nó vậy là tổng số tiền là Châu Phú trao cho huynh là 450 đô nhé sư huynh. Em cũng thay mặt ba họ và thầy Long, thầy Châu trao những cái chân tình của thầy và ba họ gửi đến sư huynh, để sư huynh có thể làm những công tác tốt hơn, để được nhiều Mạnh Thường Quân sẽ giúp đỡ sư huynh nhiều hơn trên con đường giúp đỡ bà con nghèo ha. Dạ, và truyền bá Phật pháp. Rồi vậy thì qua đây sư huynh Ngọc Tâm cũng có lời nha quý vị, mới chỉ cái mic nè quý vị. Dạ. Kính thưa quý vị, thì Ngọc Tâm cũng có cái nhân duyên được Châu Phú giới thiệu để làm cái công tác thiện nguyện. Thì ban đầu thì Ngọc Tâm chỉ làm về Phật pháp như anh Thiện Nghĩa, như phổ truyền cho mọi người được biết Phật pháp đó Châu Phú. Dạ. Chứ không có nghĩ là mình sẽ giúp đỡ những vấn đề khó khăn, tại vì lúc trước thì Ngọc Tâm chỉ đi giúp đơn lẻ thôi, không có Mạnh Thường Quân. Thành ra mà không ai biết tới, cho nên được Châu Phú giới thiệu. Thì qua đây thì Ngọc Tâm có rất là cảm ơn Châu Phú đã có tấm cái lòng mà mình cùng nhau để mà chia sẻ những cái vấn đề khó khăn đó quý vị. Thì qua đây thì Ngọc Tâm cũng cảm ơn quý vị Mạnh Thường Quân và cảm ơn thầy Châu cũng như thầy Long và những vị họ Lê, họ Nguyễn, họ Vũ đã nhiệt tình gửi những phần tiền này để giúp đỡ cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn ở mảnh đời Bắc Hạnh ha quý vị. Đến đây Ngọc Tâm cũng xin cảm ơn quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn sư huynh nha. Quý vị, ngài sư huynh Ngọc Tâm đứng gần sư huynh ấy, không biết có gì không mà ảnh cảm ơn mà điện nó chạy qua đây nổi óc gần chân quý vị. Chắc là chân tình quá. Vâng, kính thưa quý vị, thì sau khi mà Châu Phú trao những phần tiền xong quý vị, thì còn một phần nữa là thầy thay mặt cho họ Lê, họ Nguyễn, họ Vũ và thầy Long, thầy Châu cũng có trợ duyên cho sư huynh Thiện Nghĩa. Vì sư huynh về đây thì chi phí để đi phổ pháp, chạy xe tới lui săn cổ vị là 50 đô. Sư huynh cho em mượn lại sư huynh. Cho mượn. Cho mượn lại. Rồi. Đó, Châu Phú soạn sẵn hết trơn, quay lên thông báo rồi quý vị. Dạ sư huynh, thì em trợ duyên với sư huynh là 50 đô thay mặt ba họ và thầy Long, thầy Châu để huynh đổ xăng nha. Rồi, rồi. Dạ. Cảm ơn.
Dạ. Thì Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì Thiện Nghĩa cũng không biết nói gì hơn là Thiện Nghĩa xin ghi nhận tấm lòng của quý thầy cũng như là các mạnh thường quân đã có lòng mà nghĩ đến công việc chung. Thấy rằng công việc xã hội thì nhiều người góp lại thì sẽ làm được việc lớn. Thì hôm nay quý vị cũng có tấm lòng nghĩ đến công việc này thì Thiện Nghĩa xin nguyện hồi hướng công đức đến tất cả quý vị. Và cũng mong sao cái chương trình của chúng ta càng ngày càng có nhiều sự đóng góp của mọi người để mình còn làm được nhiều việc lợi ích cho đời hơn nữa. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, vỗ tay, vỗ tay. Chào cô ơi, thì dạ. Nhân đây thì thôi thì Nghĩa xin gửi lại ở đây cái số tiền này để cho mấy huynh đệ mình lo săn nhớt á. Dạ. Để còn lo cho hậu sự công việc ở đây rất là nhiều. Dạ. Cho nên bây giờ mình cũng còn tiền đổ xăng. Dạ, trời, ý tưởng cao đẹp quá quý vị ơi. Tuyệt vời, vỗ tay cho huynh Thiện Nghĩa cái nữa quý vị ơi. Rồi. Nông dân đi. Dạ, dạ. Rồi, cảm ơn Bác Tư nha. Dạ, cảm ơn Bác Tư. Dạ. Thôi nhân đây Ngọc Tâm cũng góp vô đây cha. Ừ, có Ngọc Tâm đây nè. Ơi, có tiền nhiêu quanh này à cho Phú? À, 50 đô là 1 triệu mốt 50. Dạ, 1 triệu mốt 50. Sao tới anh Ngọc Tâm anh nói là điện nó qua cho Phú nổi ốc hết trơn nè. Tại vì Ngọc Tâm cũng có cái mạng công việc nó cũng ổn định bây giờ cho nên Ngọc Tâm cũng gửi số tiền của Mạnh Thường Quân giúp đỡ đó. Đang cầu mong cho có phước duyên cho quý vị Mạnh Thường Quân được nhiều phước duyên nữa để tiếp tục lo cho đời. Cho Phú. Rồi dạ, ok. Đây, 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 rồi gửi cho Văn Nghị Sự để lo cho việc đời. Dạ vô vô tay. Xin hồi hướng chung cho tất cả quý thầy với các Mạnh Thường Quân nha. Dạ chưa. Quên quý vị, Châu Phú chưa thông báo nữa. Và thay mặt cho họ Lê, họ Nguyễn, họ Vũ cho Châu Phú là 150 đô. Vỗ tay, vỗ tay. Kế tiếp là thầy Long và thầy Châu cho Châu Phú 150 đô quý vị. Vỗ tay cái nữa. Nhiều quá. Thì kính thưa quý vị, Châu Phú thật ra là không có nhận tiền. Thì Châu Phú cũng nhận đây là một cái quỹ thác là của thầy Long, thầy Châu và cô Bích Hợp quý vị. Thì cô Bích Hợp có nói với Châu Phú là một lời là Châu Phú không nhận tiền, nhưng mà cô cho riêng Châu Phú 300 đô và thầy Long, thầy Châu. Châu Phú sẽ gặp những cái hoàn cảnh nào khó khăn đặc biệt, con cứ lấy 300 đô đó gửi thẳng cho người ta để giúp người ta những cái cơn hoạn nạn. Nhiều khi Mạnh Thường Quân gửi em đâu dám chích nhiều anh. Đúng rồi. Chích người chỉ có 500.000 triệu bạc là dữ rồi. Thành ra cái đó Châu Phú để mà những cái nào mà hoạn nạn quá gấp rút đưa đi từ thiện quý vị, thì Châu Phú sẽ tuôn ra đưa cái một nhiều cho người ta đi bệnh viện liền quý vị đó. Vậy thì qua đây thì Châu Phú xin chàng pháo tay nữa 3 lần rồi đó. Châu Phú cũng xin mời quý vị và các bạn đồng hành cùng Bác Tư, Sư Huynh Tư và Sư Huynh Nghĩa, anh em ở đây đi vào để mình ăn gỏi cuốn hả Bác Tư? Bữa nay có xin mời quý thầy với các Mạnh Thường Quân ăn gỏi cuốn với Thiện Nghĩa nha. Đặc sản đồng quê ha. Dạ dạ, vậy mời luôn nha. Dạ dạ dạ. Vâng, kính thưa quý vị, thì nay Châu Phú mời quý vị và các bạn đồng hành vào bên trong cái khuôn viên quý vị để dùng cái bữa tiệc đơn giản với Châu Phú nha quý vị. Bữa tiệc này gồm có là cái món này là cái món cá. Cá này cá làm gì chị? Cá chẽm chay. Cá chẽm hả? Trời, cá chẽm, nói cá chẽm đi còn thêm chữ chay chi nữa không? Hả? Cá, món cá chẽm cuốn với bánh tráng quý vị. Nói mà nước miếng nó muốn ra luôn rồi. Chảy nước miếng luôn. Chào Sư Huynh nha. Chào Châu Phú. Hấp dẫn quá. Châu Phú thích nhất là Sư Huynh sụ ăn quý vị. Sư Huynh sụ ơi. Nó thấy không? Đặc sản miền Tây quý vị ơi, nội mà cái chữ rau không. Ăn mạnh mạnh vô mọi người ơi, ăn mạnh mạnh lên. Mày. Ừ. Sư Huynh Nghĩa. Mời cái mời quý vị và các bạn Sư Huynh Nghĩa ơi. Đồng mời luôn ha. Sáng cuốn nha. Dạ. Bánh tráng cuốn mà có nước mắm me không vậy? Hay đặc sản nha. Vậy ha, dạ. Này hay ngon ngon nè. Hay ngon ngon hả? Hay ngon ngon. Hay là chưa ngon luôn. Lâu hết sức rồi không em. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng. Tại vì bữa đó Sư Huynh Tư ăn bánh xèo mà kêu bằng là Châu Phú về nhà câu lại mà chảy nước miếng.
nó đơn giản mà quá ngon, quá ngon phải không? Ngon là nhờ cái cá chẽm của cái ông Bảy ở với Trung An này không? Vậy hả? Vậy hả? Món này là của ông này. Vậy ha, cá chẽm là... cá chẽm của chú hả chú? Chú tàu đi lấy con ta. Vậy ha. Ồ, cá chẽm ha, hấp dẫn quá. Chai nha. Bỏ cái này nãy mình. Mình biết cơm vô đây rồi. Quá ngon. Rồi, rồi từng miếng cá chẽm quý vị ơi. Hấp dẫn quá trời nữa. Nó dữ à? Chắc mà. Đẹp quá. Cảnh cảnh dữ à? Chắc mà. Nhìn mới ngon chứ. Thử ra ăn. Hấp dẫn quá. Thử ra. Từng miếng nha quý vị, bắt đầu cuốn lại nè ha. Ba làm cho đẹp ba. Ba làm cho đẹp ba. Ba làm cái cuốn cho đẹp ba. Ờ đó. Quay cái cuốn không mà, không quay. Kìa, thêm một miếng bún nữa kìa. Bún đây. À không phải bún ha, rồi, không phải bún thì rau. Hấp dẫn quá quý vị ơi. Cái gì cái bún mà đây này. Chấm vô một miếng. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Chú ăn bánh tráng. Không à, ăn bánh tráng cuốn Út ơi. Ngon quá quý vị ơi. Hấp dẫn quá. Dừa bún như dạ. Dừa bún giữa đó. Ừ. Dạ. Nè nè ba ba ở bên đó có tô nước không? Quá hết. Nhúng vô này được không? Phải lấy tô khác. Đã là khỏi nhúng nước. Thôi được. Quá ăn dừa luôn á. Hấp dẫn quá phải không? Vậy hả? À, vâng, kính thưa quý vị, thì video của Châu Phú đã dài quý vị. Vì nếu mà quay chút xíu nữa có lẽ là hết luôn đó quý vị. Vậy hả? Bởi vì Châu Phú cũng xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Và con xin chúc cô chú ở đây, tất cả ở đây ăn thật là ngon miệng nha. Dạ, xin chào nha. Chào Sư Huynh. Rồi, chào nha. Dạ. À, vâng, kính thưa quý vị, thì video đã dài. Châu Phú xin chào và tạm biệt quý vị tại đây. Và không quên chúc toàn thể vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, an lành, an vui trong cuộc sống nhé. Thân ái kính chào và tạm biệt nha.